Uh, hello anh em, uh, lại là mình Tùng Lò Gạch đây Thế thì uh, gần đây thì mình đã săn được cái con uh, Luna Huntress rồi Mình cũng đã quẩy cái con uh, săn được con Dragon Mate rất lâu nhưng mà vẫn chưa ra Này mình sẽ rôn uh, cái con Luna Huntress này Mình đã chuẩn bị khoảng uh, 5k reroll để mình, uh, 5k chết để mình rôn con này rồi Ngày hôm nay thì các bạn sẽ cùng ngồi xem với mình nhá. Almighty uh, Rất nhiều video ấy thì mình cũng đã nói rằng là khi mà các bạn uh, roll ấy Các bạn nên dành tài nguyên cho một con Chủ lực của các bạn thôi Thì, thì nó mới uh, Các bạn mới ra được những cái Chết đáng giá được Chứ nếu mà con nào các bạn cũng roll thì uh, nó, nó sẽ không được uh, Đôi khi nó không được như ý Đấy, Cùng là một con tướng nhưng mà nó có almighty Thì nó sẽ khác hẳn Đấy, Thì ngày hôm nay thì mình sẽ dành thời gian để mình uh, roll Cái con Luna Hanchit này ra almighty à, Khá là đen Anh chị em ạ Nói chung là mình cũng uh, xác định rồi Đó là Trong cái trường hợp xấu nhất thì mình sẽ không roll ra được Almighty đấy, Tuy nhiên thì uh, Game mà Có chơi thì có chịu đấy, uh, Đặc biệt là cái con Luna Hamchis và cái con uh, uh, Dragon Maid này Là hai cái con không thể chơi được Các bạn không thể chơi được cho nên là Các bạn buộc phải uh, Cầy ra Và các bạn phải roll những cái chết cho nó Chứ Nếu mà uh, Các bạn Ô, Con chết này khá khủng đấy các bạn ạ Oppression với cả sweetness tuy nhiên thì uh, mình cũng đã nói rồi với những cái con tướng như thế này thì nếu mà các bạn không rôn ra được ôn mighty thì nó không có ý nghĩa gì cả các bạn rôn ra cái uh, passion thì cũng mạnh đấy nhưng mà chưa chưa phải là cái đích cuối cùng của chúng ta đấy. còn nếu mà chúng ta cứ rón rén mà chúng ta rôn từng tí từng tí một thì có khi cả đời các bạn không ra được cái ôn mighty uh, trước đây thì uh, tôi vẫn nói là tôi ghét nhất là rôn ra cái uh, requiem một ấy cái chết không phải hai cái 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 này này à, đâu nhỉ? À, đấy tự nhiên lại không thấy đâu cả cái chết uh, requiem mấy là khi mà các bạn roll ra thì các bạn rất phân vân là không biết là mình có nên run tiếp hay không đấy tôi sợ nhất là rơi vào trường hợp đấy thả cứ ra cái version không phải tám thì chúng ta còn có cái động lực chúng ta run tiếp chứ nếu mà chúng ta chỉ run ra những cái uh, requiem ấy thì ngay lập tức là chúng ta nà chúng ta nghĩ rằng là à, thôi mình chỉ run đến thế này thôi con này nó không ra là ôn đâu đấy coi như là chúng ta đã hạn chế mình ở cái ôn mai rồi thế còn à nói đi vẫn phải nói lại thì tay mình khá là thối anh em ạ mình đắt tóc đấy vừa nói tay thối phát thì con về con về đi à bố đang rôn ra cái dòng đẹp chưa rôn được dòng đẹp nên là bố chưa dừng lại ờ à, Nó màu xanh khác thôi con về ngủ đi nhá ừ ừ mày ngủ nhá mai về quê đấy với bố mẹ khá là đẹp anh em ạ từ nãy đến giờ thì mình vẫn chưa ra được một cái chết nào ngon cả trừ cái requiem à cứ trừ cái nữa. Nhưng cái brexion thì mình đã có đến hai con brexion rồi như anh em đã thấy ở đây ui bút ai cả hunter mình đã có hai cái ui, còn cả sonic nữa này rất là đáng tiếc những cái chết uh, bình thường thì rất ít khi gặp Tuy nhiên thì mình đã roll hết 1k Đây anh em Sonic Critico 3 Hôm trước có ông nói rằng là 13k mới ra Almighty Thì mình nghĩ là cái đấy là cũng có trường hợp xảy ra Uh, tuy nhiên thì mình không mong muốn rằng là mình đen như thế. Uh, mình mà đen đến độ như vậy thì chắc là mình phải bỏ game luôn anh em ạ. Đéo rồi, roll roll đến 13k roll rồi mới ra được Mighty thì có mà. Ờ uh, uh. right pression. Một cái chết rất ngon. Ui giời, Midas critical 2. Hôm nay tôi có thấy ở trên TikTok ấy, có một cái con Luna Huntress này này các bạn ạ. Nó có cả Omnility lẫn Requiem. Đó là hai cái chết khủng nhất thì đều nằm trên một con tướng và tôi không hiểu là có thật không, tuy nhiên là cái đấy là ảnh chụp video từ trên TikTok nên tôi nghĩ là con đấy là có thật. À, cũng không biết là à, cái bạn rôn ra cái con đấy thì nó Đâu... hên đến mức nào. Tôi thì tôi không mong mình ra được cái chết đôi đấy, tôi chỉ mong là trong vòng à 5k này của tôi, tôi có thể rôn ra được cái con à, cái 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 chết Ôn uh, thôi chứ còn cũng không mong gì ra cái chết khủng khiếp kia cả. Cả Ôn lẫn lẫn Rayqun rất tiếc là cái con Luna Hanchis này nó lại là cái con không bán được Chứ nó mà bán được thì nói thật là con đấy khả năng là nó khủng nhất server đấy anh em ạ Có ông lại còn bảo là có cả con Dragon Maid có, cũng có hai chết đấy Chị, đấy hai con đấy mà đập là một thì thôi Cứ gọi là quên sầu đấy anh em ạ Chai tù quýt ly Cái gì quá nhanh Nhiều tiền bấm sướng Nói chung là tỷ lệ của cái game này uh, càng ngày nó cảm thấy nó càng uh, khó luôn ra ấy. Bình thường thì uh, uh, lúc mới chơi, lúc, lúc mà ngày xưa ấy thì các bạn ấy chỉ bảo là tầm khoảng độ 1 ngàn đến 2 ngàn chết là ra được cái All Mighty rồi. Tuy nhiên thì cái All Mighty bây giờ càng ngày farm ra nó càng khó. Như anh em thấy ấy, tôi chỉ có đến Critical thôi. ú uh, áo. Nếu mà chúng ta không roll ra được những cái chết như cái All Mighty thì nói chung là leo mà leo leo uh, tốt ở trong game này là gần như vô vọng thật sự uh, tôi đã thấy những cái uh, uh, những những cái đội hình mà full xét uh, full cả on luôn tuy nhiên nó leo cũng chỉ đến khoảng khoảng lăn quanh đến top khoảng độ 400 trăm kinh đấy. sợ cũng nhiều là một bọn ở trên top nó đu đeo cái gì tướng các toàn hàng khủng anh em ạ on mighty on mighty on mighty của tôi được cái là chúng ta có thể bấm liên tục khi nào mà ra là cái chết xịn thì nó sẽ hỏi chúng ta là có muốn rôn nữa hay không chữ, chữ nó không cứ ngoài ấn vào là nó sẽ rôn được ngay anh em ạ đấy nó sẽ hỏi đấy đây là một cái chết khá ngon bạn có muốn uh, dừng lại không tuy nhiên này tôi chả thấy ngon gì cả mì đát thì có gì mà ngon bút ai có gì mà ngon những cái chết đôi thì cũng được uh, giữ lại khá là đen khá là đen này anh em ạ critical critical ui ui Vâng, như vậy là tôi đã run hết uh, khoảng 2k Và tôi chưa thấy ôn máy thi đâu cả Ôn máy thi anh em nào rôn thì cũng ăn áng cái tầm khoảng độ 5k này cho nó thoải mái nhé Nhiều bạn thì rôn mấy cái ra rồi nhưng mà Thật là Tôi chơi mấy cái trò rôn rôn này đen lắm bởi vì con này không bán được ấy con này mà bán được thì cái fraction với cả cái sweetness này cũng là một cái chết khá là ngon chúng ta hoàn toàn có thể bán đi và mua một con khác về Thế tuy nhiên thì con này không bán được nên là mục tiêu của nó từ đầu đã là ôn rồi ôn mighty chưa thấy ông nào ra ba chết nhỉ uh -huh. Uh -huh. Ừ. Đã đi hết một nửa chết rồi Chúng tôi chỉ còn khoảng độ 2 ngàn rưỡi nữa Không biết là trong vòng 2 rưỡi này thì có ra được không Nói chung là nhiều ông rôn cũng xác định rồi Là sẽ rôn 10k, 12k Nói chung là tôi thấy anh em ở Youtube rôn ngoài trắng lắm Cầm hẳn 15k Chết này đi rôn Rôn khi nào nói chung là xác định là ra oh, rồi ra rồi ra rồi anh em ạ Uh, cảm ơn anh em nhé như vậy là mình đã ra được on uh, myti uh, hết khoảng độ hai ngàn rưỡi uh, chết cũng một tỷ lệ cũng khá là hợp lý nhưng nói chung là mình uh, hên thôi như trước đây mình luôn khoảng 3 k rồi cũng chưa thấy All đâu rồi uh, video này xin dừng ở đây xin uh, cảm ơn anh em nhé